Ôi trời, giật cả bây giờ. Đứng lên, không được nhúc nhích. Tao bảo đứng lên, không được nhúc nhích. Tao nói chúng mày không hiểu à? Đứng lên. Khổ quán, không được nhúc nhích. Anh ơi, em hiểu ý của anh rồi, nhưng mà khẩu lệnh của anh hô nó không rõ ràng. Dạ vâng. Đáng ra là anh phải hô là bọn em đứng lên, xong bọn em đứng lên hẳn xong rồi thì anh mới bảo không được nhúc nhích. Bây giờ chúng mày đứng lên. Đây ạ. À. Không được nhúc nhích. Giơ hai tay lên. Anh ơi, không không nhúc nhích thì giơ tay làm sao được ạ? Tao nói gì bây giờ mày nghe đúng như thế nha. Dạ. Giơ tay lên. Giơ. Tao xin tuyên bố cho chúng mày biết, tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây. Biết bố mày là ai không? Hả? Anh là anh Lam ạ, làm nghề cắt tóc ở salon đầu xóm. Sao mày biết? Dạ không những em biết anh mà em còn biết cả bố mẹ anh ạ. Bố anh là Hải mà anh là Quỳnh bán trà đá ở đoạn đầu đài ạ. Em còn biết cả ông bà anh ạ. Ông anh tên là Hoàng ạ, nhà ở Quảng Nam. Bà anh tên là Trang, nhà ở Hà Nam. Hai ông bà đi bán cam. Nhưng mà dòng họ nhà anh rất chi là tham lam. Thôi, tao ngày hôm nay đến đây để cướp. Biết cái gì được không? Ừ. Vaccine rồi anh. Cái mày đấy ạ? Tao tiêm vào mồm mày. Biết cái gì được không? Dạ em biết ạ. Xi lanh ạ. Tao biết là xi lanh rồi. Nhưng trong xi lanh là cái gì? Cái bê tông ạ. Nhưng trong cái này này, ở giữa cái bít tông với kim tiêm, nó là cái gì? Em mượn tí. Là những chỉ số được vạch rất là đều đặn ạ. Đây là cái 60cc. Nó là máu. Máu của ai ạ? Nó là máu của tao. Để làm gì ạ? Giời ơi, để uy hiếp chúng mày. Và tao đang bị ếch giai đoạn cuối. Sợ chưa? Sợ. Thằng nào là chủ nhà, bước lên một bước. Anh ạ. Mày là chủ nhà đúng không? Dạ vâng. Có bao nhiêu tài sản mang hết ra đây. Ôi, dạ. Anh ơi, nhưng mà em lại không có chìa khóa. Tại sao không có chìa khóa? Dạ vì em không phải là chủ nhà. Thế thằng nào là thằng chủ nhà? Bước lên một bước, bước. Mày là chủ nhà. Có bao nhiêu tài sản mang hết ra đây. Dạ anh ơi, nhưng mà em không có chìa khóa. Tại sao không có chìa khóa? Vì em không phải là chủ nhà. Thế tóm lại thằng nào thằng chủ nhà? Bước lên một bước. Thế có tài sản mày mang ra đây. Nhưng mà em không có chìa khóa. Tại sao không có chìa khóa? Vì em không phải là tao chủ nhà. Tao xin bố mày. Em giải thích ạ. Tên em là Phạm chủ nhà. Thân mày thật đấy à? Dạ. Cầm lấy không mất. Dạ vâng em xin. Mẹ chỗ. Tao. Thế mày là khách à? Không à. Em là khách ạ. Mày là khách? Vâng. Thế thằng nào là chủ nhà? Dạ em là chủ nhà. Tao biết rồi, mày là chủ nhà nhưng mày là khách. Không, em là khách. Thế thằng kia chắc chắn là chủ nhà. Dạ không, em là bóng ạ. Mày bóng cái gì? Thằng này mới bóng chứ. Không, em là bóng ạ. Mày bóng làm sao được? Thằng này mới bóng này. Em bóng. Tóm lại thằng nào chủ nhà? Dạ em là chủ nhà. Không, mày không phải chủ nhà, mày là khách. Không, em là khách. Khách cái gì? Hả? Thế mày là khách, thằng kia là khách thì thằng này là thằng chủ nhà rồi. Không, em là bóng mà. Bóng gì mày? Thằng này mới bóng chứ. Em bóng. Khách. Em là chủ nhà. Mày là khách. Em là khách, thằng này bóng. Tao xin chúng mày. Trời ơi. Tôi đi cướp của chúng mày mà khổ thế này thì thôi. Các anh ơi, em xin các anh mở cửa cho em về. Ai có chìa khóa mở cửa cho em về. Em mệt lắm rồi, em lẫn lắm rồi. Anh ơi. Anh không cướp nữa à? Em không cướp nữa đâu, em thề đây. Thế anh ra đây rồi em mở cửa cho anh về. Đây. Thằng nào thằng chủ nhà? Em là chủ nhà. Khổ mày là khách. Em là khách. Khổ quá. Về rồi. Này. Sao thế nhở? Dễ hiểu như thế mà nó không hiểu à? Tại sao nó về nó không cướp nữa? Rõ ràng nhá, tôi là chủ nhà, nhưng mà tôi là khách. Còn tôi tên là Lê Văn Khách, nhưng mà tôi là chủ nhà. Đấy, tôi là Trần Văn Bóng, nhưng mà tôi là khách.